Hello everyone, chào tất cả mọi người, mời mọi người tiếp theo thông tin của Lan vs Zombie Tasman và theo nha. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu bản phiên bản đây, phiên bản là Lan vs Zombie Tasman Tsunami nha. Và đây sau đó tôi sẽ giới thiệu qua bản về phiên bản Tsunami. À, và đây là các phần Lan này. Ấy, các bạn đi con này gì đó. Ra qua. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu tất cả các zombie. Và sau đây tôi sẽ sử dụng là Giga-gargantuar và lăng đơ zombie và và lồn zombie tôi sẽ vs nha để tất cả các phần lan nhá. Đấy, sau đó bây giờ tôi bắt đầu chơi này. Nhất thì tôi sẽ sử dụng ba lồn zombie, nhất tôi sẽ thả có hai lồn zombie này. À, tôi sẽ thả ba lồn zombie một lấy vàng nhá. Thank you.
sau đây tôi xin được kết thúc video của tôi đây. Nếu các bạn thấy hay hãy cho tôi xin một like và nhớ giúp tôi đăng ký và ủng hộ kênh của tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye, see you again.